Như thường lệ, mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tổ chức lễ Giáng sinh của một số quốc gia trên thế giới. Trước hết thì hãy lý giải về việc là vì sao ngày Giáng sinh lại được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 12. Là bởi vì theo lịch của người Do Thái thì thời điểm bắt đầu một ngày không phải là vào lúc nửa đêm mà được tính từ lúc hoàng hôn. Chính vì lý do đó mà ngày Giáng sinh sẽ bắt đầu từ tối 24 tháng 12. Đối với người châu Âu, theo truyền thống, ngày Giáng sinh là một dịp để đoàn tụ gia đình, để những người thân trong gia đình có thể nói lên tình yêu thương và sự quan tâm của mình đối với những người xung quanh. Ở Ý thì lễ Giáng sinh sẽ được bắt đầu từ ngày 6 tháng 12, kéo dài đến ngày 24 tháng 12. Và trong dịp lễ thì trẻ em của Ý sẽ viết thư gửi cho cha mẹ, bày tỏ mong muốn có được một ngày lễ Giáng sinh tuyệt vời, đồng thời là sẽ đưa ra những lời hứa là trong năm sau sẽ ngoan hơn, nghe lời ba mẹ hơn. Theo tục lệ truyền thống thì vào đêm sau ngày lễ Noel, không phải là ông già Noel mà là bà già Noel có tên là Streza Bofana sẽ đến thăm trẻ em. Truyền thuyết kể lại rằng bà Noel sẽ bay quanh nước Italia trên một cây chổi và tặng đồ chơi, tặng kẹo, tặng trái cây cho những trẻ em nào ngoan, và bà sẽ phạt những đứa trẻ không ngoan. Còn với những người theo chính thống giáo Nga, một số nước ở Đông Âu và tại Đức Thánh Jerusalem thì ngày Giáng sinh lại được tổ chức vào ngày 7 tháng 1 hàng năm. Bởi vì ở những nơi này thì người ta sử dụng lịch Julius chứ không phải là sử dụng lịch mới Gregory có từ thế kỷ thứ 16. Và ông già tuyết thì sẽ mặc áo màu xanh chứ không phải là mặc áo màu đỏ, dắt theo một công chúa tuyết, và chính công chúa tuyết mới là người trao quà cho trẻ em. Ở Nhật Bản thì không có ngày nghỉ lễ Giáng sinh chính thức, mà không khí Giáng sinh ở Nhật Bản cũng không mang đậm màu sắc tôn giáo. Từ đầu tháng 12, phố xá đã bắt đầu treo đèn trang trí rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì ngày lễ Giáng sinh cũng không phải là ngày nghỉ chính thức. Tuy nhiên là càng về sau này thì mọi người coi đây là một ngày lễ chung được tổ chức từ tối ngày 24 tháng 12 và kéo dài sang ngày 25 tháng 12. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày Giáng sinh được coi là ngày vui chung của tất cả mọi người, chứ không chỉ thuần túy là một ngày lễ tôn giáo.